Cụ thể, trong số 30 cầu cần làm mới có tới 20 cầu không còn khả năng sử dụng và 10 cầu tạm do người dân tự làm cần dỡ bỏ thanh lý để đầu tư xây dựng lại. Trong đó, huyện Tam Đường là địa phương có số cầu treo mất an toàn nhiều nhất tỉnh Lai Châu với 6 trong tổng số 29 cầu. Huyện biên giới Mường Tè có số cầu tạm nhiều nhất với 4 trong tổng số 31 cầu. Không chỉ thế, nhiều cầu vừa đưa vào sử dụng trong thời gian ngắn cũng nằm trong danh sách cần kiểm định lại. Cầu treo dân sinh trên địa bàn tỉnh hầu hết không được quan tâm bảo dưỡng thường xuyên, khắc phục, sửa chữa kịp thời để đáp ứng việc đi lại của người dân, dẫn đến tình trạng xuống cấp nhanh chóng, mất an toàn khai thác. Sở Giao thông Vận tải tỉnh Lai Châu cũng kiến nghị với Ủy ban Nhân dân tỉnh Lai Châu dự trù chi gần 100 tỷ đồng để thanh lý, đầu tư xây dựng lại, sửa chữa và bảo dưỡng, kiểm định lại số cầu treo dân sinh, cầu tạm trên địa bàn, đồng thời triển khai công tác bảo dưỡng thường xuyên, khắc phục kịp thời các hư hỏng, đảm bảo an toàn trong quá trình khai thác cầu.